Tối ngày mùng 4 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão, sau khi cung đón Hòa Thượng cùng quý Thầy quang lâm đạo tràng chùa Cổ Am, Đại Đức Thích Tâm Thành cùng tăng chúng, quý Phật tử đồng trang nghiêm đảnh lễ, dâng lời khánh tuế lên Hòa Thượng Tôn Sư. Nhân đây, Hòa Thượng có đôi lời tán thán và sách tấn quý Thầy trong việc tu học. Ngày 5 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão, Hòa Thượng Thích Chân Tín có buổi giảng pháp tại chùa Cổ Am, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, thuộc Tông Phong Tổ Đình Hoằng Pháp. Và nếu chúng ta diệt trừ được tham sân si ái này, thì mình sẽ có được an lạc hạnh phúc. Thì trí tuệ ở đây là cái trí tuệ thấy được tứ đế, thấy được sự thật của cuộc đời này là khổ, là vô thường, là vô ngã. Bản chất của cuộc đời này là khổ. Mà bây giờ chúng ta muốn biết khổ là cái gì thì mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân của nó. Và khi mình tìm hiểu được nguyên nhân của nó rồi, mình cố gắng đoạn trừ cái nguyên nhân đó, thì chúng ta sẽ có được an vui hạnh phúc. Đó là cái trí tuệ có được, cái tài sản có được là nhờ cái trí tuệ, cho nên gọi là tuệ tài. Tóm lại, trong bảy cái tài sản đó, thứ nhất là gì? Tín tài. Thứ hai là gì? Giới tài. Thứ ba là gì? Tàm tài. Thứ tư là gì? Quý tài. Thứ năm là gì? Văn tài. Thứ sáu là gì? Thí tài. Thứ bảy là gì? Tuệ tài. Nhớ chưa? Đức Phật dạy có bảy loại tài sản tinh thần sẽ đời đời đi theo ta, không bao giờ mất, không ai có thể lấy đi được. Đó là tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Qua đây, Hòa Thượng mong mỏi đại chúng cố gắng thực hành bảy loại tài sản này trong đời sống để có được công đức phước báo không bao giờ mất, thọ hưởng trong đời này lẫn đời sau, đến khi thành tựu Phật quả. Sau thời Pháp, Hòa Thượng cùng quý Thầy tiếp tục chuyến Phật sự. Chiều cùng ngày, Hòa Thượng Thích Chân Tín có buổi giảng Pháp tại chùa Tứ Pháp, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, thuộc Tông Phong Tổ Đình Hoằng Pháp. Trước khi lắng nghe lời Pháp nhũ, Đại Đức Thích Tâm Duệ cùng quý Phật tử trong đạo tràng đồng trang nghiêm đảnh lễ, dâng lời khánh tuế đầu năm lên Hòa Thượng Tôn Sư. Trời tháng Giêng muôn hoa khoe sắc, tiết thanh minh thật đặc biệt hơn. Bước chân Thầy đã đến nơi, Pháp lạc ban rải cho người an vui. Hôm nay toàn thể đạo tràng chúng con vô cùng hoan hỷ và thành kính trước sự quang lâm quý báu của Hòa Thượng Ân Sư cùng chư tăng Tổ Đình Hoằng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Sư Phụ khắp thể khinh an, thân viên chí mãn, Phật sự thành tựu công đức tròn đầy, và mãi là đại cổ thụ trong rừng Pháp tuyệt diệu, để che chở cho chúng con trên hành trình trở về bờ giác. Mình cứ nghĩ rằng là bố thí là mất. Thật ra bố thí mới chính là còn. Quý vị gieo một cái hạt lúa xuống, thì cái hạt lúa đó khi nó lên cây thì cái hạt lúa đó nó mất, đúng không? Hạt lúa mất thì nó mới lên cây được. Nhưng mà nó mất rồi nó lên cây, khi nó lên cây thì sau này nó ra hàng trăm hạt lúa. Cho nên mình nói rằng bố thí là mất, không phải. Bố thí chính là còn. Cho là còn có mất đâu,
gieo nhân hái quả cũng thâu về mình. Quý vị gieo hạt lúa xuống thì nó lên cây lúa, nó mất hạt đó nhưng nó lên một cây lúa, và một cây lúa nó sẽ cho ra nhiều hạt lúa. Hòa thượng nhắn nhủ đại chúng, việc đến chùa cầu nguyện những điều tốt đẹp cho mình và người thân là mong ước chính đáng. Nhưng việc cầu nguyện phải đi đôi với thực hành mới đem lại kết quả, không nên mê tín. Đồng thời, người Phật tử cần biết sử dụng tiền của sao cho đúng, mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội để có cuộc sống an vui cho cả đời này lẫn đời sau. Tối cùng ngày, Hòa Thượng Thích Chân Tín có buổi giảng pháp tại chùa Phúc Hải, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc Tông Phong Tổ Đình Hoằng Pháp. Trước khi lắng nghe lời pháp nhũ, Đại Đức Thích Tâm Quyền dâng lời khánh tuế đầu năm lên Hòa Thượng Tôn Sư. Con cũng không biết nói gì hơn ơn đức của Hòa Thượng, của Thầy đã thế pháp dạy dỗ cho con từ cái ngày vào cửa đạo. Hôm nay Thầy rất là vui mừng. Vui mừng ở chỗ là ngôi chùa Phúc Hải này từ nay về sau sẽ có một vị Thầy đến đây để lo việc tâm linh cũng như hướng dẫn cho Phật tử tu học. Đó là một cái phước báo cho Phật tử và nhân dân địa phương này. Nhân duyên đến đạo tràng, Hòa Thượng vô cùng hoan hỷ và xúc động khi biết về tiểu sử ngôi chùa cùng sự khác ngưỡng Phật Pháp của bà con Phật tử nơi đây. Hòa Thượng có đôi lời sách tấn quý Phật tử trong việc hộ Pháp, góp phần đưa lời dạy của Đức Phật đến với tất cả chúng sinh nhằm có được an lạc cho tự thân và tha nhân ngay trong hiện đời và cả những đời sau.